Sau đây là bí quyết làm việc liên tục của mình mà không hề cảm thấy căng thẳng hay nhàm chán, mệt mỏi, đặc biệt phù hợp với những bạn yêu cái đẹp và làm việc trong lĩnh vực thiết kế. Đầu tiên, chúng ta sẽ vào nicesite.vn/tx để cài một ứng dụng rất tuyệt vời của Google vào trong trình duyệt. Chúng ta nhấn thêm vào Chrome rồi chọn Add Extension. Sau đó nhấn vào biểu tượng mảnh ghép rồi nhấn vào GIMP để đưa ứng dụng Picture in Picture lên thanh công cụ. Sau đó trên YouTube chúng ta sẽ tìm một video cảnh đẹp. Cá nhân mình thường tìm cảnh lái xe ở Thụy Sĩ. Chúng ta nên lựa chọn những video có kèm theo nhạc nền thật là thư giãn. Sau đó chúng ta nhấn vào biểu tượng công cụ Picture in Picture. Rất tuyệt vời, video bây giờ sẽ nằm gọn trong một khung chữ nhật mà chúng ta có thể phóng to, thu nhỏ hoặc di chuyển vị trí thoải mái tự do. Lúc này mình vừa có thể thiết kế slide PowerPoint, vừa có thể ngắm cảnh đẹp để giải tỏa bớt căng thẳng, mệt mỏi. Cả nhà có thể xem video hướng dẫn hiệu ứng vẽ tay tuyệt đẹp mình đang trình chiếu tại nicesite.vn/draw. Và gần đây mình cũng có thêm sở thích ngắm những cảnh anime mãn nhãn. Những cảnh phim như vậy mang đến cho mình cảm giác rất thư giãn, dễ chịu và một chút hoài niệm về tuổi thơ. Từ đó mình có thể thoải mái tâm trí để sáng tạo những animation phức tạp trên PowerPoint. Cùng tham gia khóa học PowerPoint online của Nicesite để sở hữu miễn phí trọn đời Office 365 và bộ công cụ của Nicesite, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.